Chào các bạn nha. Hai cho con mình đi dạo chơi trên núi nha. Nó bây giờ mình tình cờ mình phát hiện được cái hồ nước rất là trong ở trên núi nha các bạn. Hồ nước Tân Châu. Đây. Đây là cái hồ nước nè. Mình sẽ đi xuống cái hồ nước coi. Đi từ từ thôi coi chừng chợt. Sâu lắm á. Trèo lên. Đây là nước suối tự nhiên nha các bạn, rất là trong. Đây đây là cống nước dẫn nước suối từ trên suối trên núi xuống nha các bạn. Rồi ta sẽ chứa vô cái hồ này nè. Rất là trong, nước rất là trong. Nước đang chảy đó, nước suối tự nhiên đó nha. Đây là trên suối đây. Dài lên trên đó đó. Ô cá gì bên đó kìa cho Bảo. Con gì kìa, đậu quá nhiều kìa. Bỏ xuống đi cho nó chảy đi. Mấy con gì đó. Đây là suối nha các bạn. Mùa này hơi khô, không có mưa nên không có nước suối. Có rất là ít à. Đây là cái hồ nè. Đây nè. Đây là trên núi Cấm nha các bạn. Đây là mấy cây cổ thụ không nè.